Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến là mây thay đổi, gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và rông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 24 đến 32 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 6 đến 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo đêm nay và ngày mai ở miền Bắc sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và rông mạnh. Nền nhiệt đêm nay vì thế cũng giảm từ 2 đến 3 độ, giao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Trời chuyển mát về đêm và sáng. Sang ngày mai, miền Bắc mưa giảm, trời có nắng, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh. Vì thế, mức nhiệt trong ngày mai trên toàn vùng sẽ giảm từ 2 đến 3 độ, phổ biến dưới 35 độ nắng nóng cơ bản chấm dứt ở Bắc Bộ và chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi ở các tỉnh đồng bằng. Đối với các tỉnh thành phố miền Trung, dưới tác động của rãnh thấp trục Tây Bắc Đông Nam, trong chiều và tối mai ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cũng xuất hiện mưa rào và rông. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm còn từ 34 đến 35 độ vùng nóng cũng sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi ở khu vực vùng núi phía Tây và ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Nhiệt độ giao động từ 35 đến 36 độ. Còn khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, chiều và tối mai có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay chỉ còn mưa vài nơi, trời mát mẻ. Sang ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên vào sáng và trưa trời có nắng. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên. Còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối mai do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng gia tăng trở lại, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực giữa và nam của Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa và các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, có mưa rào và rông vài nơi biển lặng.